Chương 671, Khổng tướng liên nỗ bạo tàu một người một cấu nhìn nhau chọn vẹn ba giây, Vương Vũ Hàng phát ra một tiếng rú thăm liền xoay người chạy, con cự hùng màu trắng kia vọt ra khỏi mặt nước, cắn lấy cá lớn trực tiếp đuổi theo, hoàn toàn không quan tâm tới Hàn Sâm và Lý Luân ở một bên khác. Chú nhỏ này như thế cũng được, Lý Luân nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, sau nửa ngày mới nói ra một câu như vậy, Hàn Sâm đã triệu hoán ra Khổng tức liên nỗ, toàn bộ đặt bảy mũi tên lông vũ quả đen vào, sau đó ngay lập tức đuổi theo, Vương Vũ Hàng ở trên mặt băng vừa chạy vừa kêu to, hai người đang làm gì đó? còn không mau thu phục nó chậm trễ nữa tôi sẽ bị đông thành cột băng đấy con đại hùng màu trắng cao tới 78 mét ở phía sau thỉnh thoảng tấn công tới vương vũ hàng sau mỗi lần tấn công tới mặt băng chỉ dày hơn một xích chẳng những không bị nó đập vỡ ngược lại còn có hàn quang bắn ra bốn phía tạo thành một cái vòng băng xương xung kích thoáng cái lao ra xa mười mấy mét khiến cho băng xương ở bốn phía mãnh liệt dâng lên giống như thủy triều vương vũ hàng bị vòng băng xương kia bao phủ lập tức dùng mình một cái mặt đều bị đông cứng lại trên da mặt kết xuất một tầng xương trắng như thế nào cũng không tan hết tình huống của vương vũ hàng thoạt nhìn vô cùng không xong thân thể đã có chút cứng ngắc, tốc độ chạy lập tức giảm xuống rất nhiều. Mắt thấy Vương Vũ Hằng sắp bị Băng xương Cự Hùng vỗ trúng một tát, Hàn Sâm không thể lại chờ cơ hội nữa, mặc dù không bắn tới chỗ yếu của Băng xương Cự Hùng được, nhưng vẫn trực tiếp bắn một mũi tên ra ngoài, giải vây cho Vương Vũ Hằng trước rồi nói sau, mũi tên lông vũ quả đen lập tức xẻ qua khoảng cách mươi m bắn lên trên đùi Băng Hùng Cự Hùng, vậy mà thoáng chốc đã bắn vào gần nửa đoạn, lập tức khiến cho Hàn Sâm vui mừng quá đỗi. Da lông của Băng Sương Cự Hùng mới nhìn liền biết vô cùng cứng cỏi, cũng không phải bắn chỗ yếu hại, thế nhưng lại có thể ngập vào gần nửa đoạn, uy lực của khổng tước liên nỗ sau khi tiến hóa quả thật rất mạnh, đã có được năng lực chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết, nhưng mà lông vũ nhỏ như vậy, bắn lại không phải chỗ yếu hại, hiển nhiên không có tác dụng quá lớn đối với băng xương cự hùng, con băng xương cự hùng kia gào lên một tiếng đau đớn, móng vuốt vung tới mũi tên lông quạ đen kia một cái, trực tiếp đẻ gãy mũi tên lông vũ, Hàn Sâm thấy thế trong lòng rỉ máu, giờ chỉ còn lại 7 mũi tên lông vũ quả đen, cứ như vậy lại mất đi một mũi, băng xương cự hùng quay người lao đến chỗ Hàn Sâm bên này, trong mắt tràn đầy lửa giận, Hàn Sâm dám làm nó bị thương, trong lòng lập tức nổi lên sát cơ nồng đậm. Hàn Sâm triệu hoán ra xích diễm bạo long đột, sử dụng một đòn độc long toàn đánh tới băng xương cự hùng đang nhào đầu về phía trước, mũi nhọn dài đến hơn 2 mét mang theo lực xoay tròn mãnh liệt hung hăng đâm lên trên lồng ngực băng xương cự hùng. Giống, xà lông trên ngực băng xương cự hùng bị xích diễm bạo long đột cắt ra, mặc dù cũng không quá sâu, nhưng máu đã theo mũi bạo long đột xoay tròn bắn ra, ngọn lửa liên tục thiêu đốt bộ lông màu trắng của băng xương cự hùng. Hàn Sâm mừng rỡ, đang chuẩn bị muốn tiếp tục thêm chút sức, đâm bạo long đột sâu vào bên trong thân thể băng xương cự hùng, con băng xương cự hùng kia lại hung ác dùng móng vuốt đập, chỉ thấy trào ảnh lóe lên đã vỗ lên phía trên xích diễm bạo long đột. Còn hàn lâm chỉ cảm thấy một luồng lực lượng mạnh mẽ đánh úp lại, xích diễm bạo long đột rung động lắc lư không ngừng, tay hàn sâm mềm nhũn, xích diễm bạo long đột lập tức bay ra mấy chục mét, nện xuyên qua mặt băng, lọt vào trong đất biển, tay hàn sâm đã máu me đầm đìa, gan bàn tay đều bị đánh rách tả tơi, lực lượng của băng xương cự hùng thật sự quá kinh khủng. Lý luân lấy ra một cây cung, bắn liền mấy mũi tên tới băng xương cự hùng, yểm hộ cho hàn sâm thối lui. Hàn sâm gọi xích diễm bạo long đột trở về, cũng không dám chính diện chống lại băng xương cự hùng nữa chỉ là dùng bộ pháp trốn tránh công kích của băng xương cự hùng đồng thời tìm cơ hội phản kích phòng băng xương trên người băng xương cự hùng liên tiếp nổ tung ngọn lửa trên lồng ngực bị dập tắt bốn phía tràn ngập một mảnh băng tuyết giống như là gán băng khô vậy may là sau khi hàn Sâm dùng băng cơ ngọc cốt thuật mở ra khóa ghen kháng tính đối với lực đóng băng tăng mạnh cũng không ảnh hưởng tới hành động của hắn tốc độ của băng xương cự hùng bên trong những sinh vật siêu cấp thần huyết xác thực không được tính là nhanh nhưng mà hàn Sâm vẫn sử dụng thân pháp tới cực hạn lợi dụng bố cục mới có thể miễn cưỡng bảo trì không bị móng vuốt của băng dương cự hùng vỗ chúng thế nhưng mà tình huống lại càng ngày càng không xong hàn sâm vẫn đánh giá thấp sự đáng sợ của sinh vật siêu cấp thần huyết tố chất thân thể của sinh vật siêu cấp thần huyết thành niên hẳn có thể đạt tới 300. tố chất thân thể hiện tại của hàn sâm là khoảng 160 đến 170, hơn nữa các loại siêu hải cơ nhân thuật có thể bộc phát ra lực lượng tối đa cũng chỉ ở khoảng 200, so sánh với sinh vật siêu cấp thần huyết vẫn còn kém quá nhiều đặc biệt là về mặt sức mạnh so sánh với băng dương cự hùng hắn quả thật kém quá xa phương diện tốc độ thì ngược lại băng xương cự hùng còn thấp hơn tiêu chuẩn bình quân của sinh vật siêu cấp thần huyết không ít để cho hàn sâm có cơ hội đối phó lý luân mở ra khóa ghen liên tục bắn mấy mũi tên tới băng xương cự hùng một mũi tên thú hồn cấp thần huyết trong đó bắn trúng lỗ tai của băng xương cự hùng lập tức khiến cho băng xương cự hùng bị đau bắt đầu đuổi tới chỗ y thân pháp của lý luân cũng không tệ mặc dù không thay đổi thất thường bằng hàn sâm nhưng mà gia tốc thẳng tắp lại rất nhanh có ý đồ thoát khỏi băng xương cự hùng truy thích nhưng lại nhanh chóng bị rút ngắn khoảng cách thân thể vương vũ hàng đã tốt hơn một chút vội vàng cầm một khối băng lên ném tới băng xương cự hùng rồi lại hướng băng xương cự hùng khiêu khích vài câu băng xương cự hùng lập tức buông tha cho lý luân lại đổi tới chỗ vương vũ hàng hàn sâm lại bắn một mũi tên trúng cổ của băng xương cự hùng nhưng mà lúc này băng xương cự hùng lại giống như là đã nhắm chặt vào vương vũ hàng rồi vậy sống chết đuổi theo ý không tha căn bản không để ý tới những người khác con mẹ nó tôi sắp không ổn rồi mau nghĩ biện pháp cứu tôi vương vũ hàng vấp nhã vất vả lắm mới tránh né được công kích của băng xương cự hùng nhưng đã tràn đầy nguy cơ tùy thời đều sẽ bị băng xương cự hùng trục chết toàn thân đã bị đóng lên một tầng băng xương tóc cùng lông mi đều đã biến thành màu trắng vị đông cứng run rẩy thoạt nhìn đã sắp không chịu được nữa rồi chạy đến chỗ tôi hàn sâm giống lớn một tiếng với vương vũ hàng một tay nâng khổng tức liên nỗ một tay đặt lên trên cỏ nhắm vào băng xương cự hùng bất động vương vũ hàng lộn nhào hướng tới hàn sâm bên này trốn lại vừa kêu to hàn sâm mau bán tên nhưng mà hàn sâm vẫn không động tiếp tục đợi vương vũ hàng chạy tới gần hắn băng xương cự hùng điên cuồng đuổi theo vương vũ hàng miệng rộng thỉnh thoảng khép mở rỗi ra đầu lưỡi mọc đầy móc câu muốn thẻ lưỡi ra liếm đầu vương vũ hàng một cái cũng may vương vũ hàng đúng là một đại cao thủ dưới tình huống đã bị đông cứng sắp không còn hình dáng gì nữa vẫn lảo đảo nghiêng ngả trốn qua thân pháp hết sức kinh người lý luân ở phía xa không ngừng bắn tên trợ giúp vương vũ hàng chia sẻ một ít áp lực ánh sao trong mắt hắn sáng người hình như có một luồng lực lượng kỳ dị mỗi một mũi tên đều bắn cực chuẩn thậm chí còn bắn trúng mắt của băng dương cự hùng nhưng đáng tiếc là ngay cả con mắt đều bắn không thủng chỉ có thể tranh thủ một ít thời gian cho vương vũ hàng rốt cuộc vương vũ hàng đã vọt tới bên cạnh hàn sâm trực tiếp lăn lộn ở trên mặt băng thiếu chút nữa đã bị băng xương cự hùng vỗ trúng hàn sâm mặt đối mặt nhìn chằm chằm vào băng xương cự hùng khoảng cách tới nó đã không đến một mét trực tiếp bóp cò hơn nữa còn liên tục bóp cò từng tia sáng màu đen bắn ra lập tức bắn về phía băng xương cự hùng. Chương 672, Long tượng kích 6 mũi tên lông vũ quả đen phun tới mặt băng xương cự hùng. Băng xương cự hùng muốn né tránh các bộ vị quan trọng như con mắt, nhưng mà khoảng cách thật sự là quá gần, không thể hoàn toàn né tránh. Có một mũi tên hung hăng cắm ở phía dưới mắt của nó, máu tươi lập tức chảy ra. Băng xương cự hùng lập tức nổi giận, cả thân thể dựng đứng lên, băng xương chi khí trên người tỏa ra mãnh liệt, hung hăng chụp về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm thu khổng tức liên nỗ lại, thân hình bay ra tránh khỏi đòn đánh của băng xương cự hùng, thân thể trực tiếp lăng không nhảy lên, triệu hồi ra xích diễm bạo long đột, đập xuống đầu băng xương cự hùng. Bành. ngọn lửa bắn ra bốn phía, máu tươi bắn tung tóe, đầu băng xương cự hùng đã bị Hàn Sâm chém ra một vết thương trái đen thật dài, giống, nhưng mà bị tổn thương như vậy, hiển nhiên còn chưa đủ để lấy mạng băng xương cự hùng, ngược lại càng kích thích, thích hung tính của nó, điên cuồng nhào tới Hàn Sâm, đôi hùng trò to lớn muốn ôm chặt lấy Hàn Sâm, động tác nhanh đến thần kỳ, thân hình Hàn Sâm liên tục chớp động, vất vả lắm mới né được băng xương cự hùng tấn công, cánh tay chỉ bị sượt một chút, lập tức đã rách ra một vết thương dài, máu tươi xuyên thấu qua áo giáp chảy ra, Hàn Sâm mau chóng lui về phía sau băng xương cự hùng lập tức đuổi theo cũng chỉ có hàn sâm không sợ băng xương hàn khí kia nếu đổi là vương vũ hàng chỉ sợ sớm đã bị chơi chết rồi con gấu ngu bên này vương vũ hàng đã chạy xa sau khi trên người khá hơn một chút nhìn thấy hàn sâm đã tràn đầy nguy cơ lại tiếp tục trêu chọc băng xương cự hùng một chiêu này của y đúng là bách phá bách chúng băng xương cự hùng thống hận hàn sâm như vậy lại vẫn bị y hấp dẫn giống như vương vũ hàng có mối hận giết trả cướp vợ với nó vậy hàn sâm biết tiếp tục như vậy sẽ không giết được băng xương cự hùng xích diễm bạo long đột đã đủ mạnh có thể xé rách thân thể của băng xương cự hùng hiện tại không đủ mạnh chính là lực lượng của hàn sâm tố chất thân thể kém hơi nhiều không có cách nào cho băng xương cự hùng một đòn chí mạng hàn sâm biết đã đến lúc mình phải quyết đoán không nói hai lời trực tiếp vọt tới băng xương cự hùng đồng thời vận chuyển động huyền kinh mô phòng khí tức lưu truyền của cốt tượng một luồng lực lượng như hồng hoang cự tượng gia trị ở trên người hàn sâm khiến cho thân thể hàn sâm cơ hồ sắp nổ tung có lại cảm giác thân thể bị bành trướng kỳ dị không khống chế nổi lực lượng kia sức mạnh muốn vọt ra phá nát cơ thể vương vũ hàng ở phía trước liều mạng chạy lý luân cũng giúp đỡ bắn tên kiềm chế nhưng mà đối với băng xương cự hùng vốn đã nổi giận tác dụng cũng không lớn mắt thấy băng xương cự hùng đã sắp bổ nhào tới vương vũ hàng rồi lực lượng trong cơ thể hàn sâm đã đạt tới cực hạn trong xương thịt tự hồ như đều có âm thanh rung động lắc lư giống như tiếng giống thừa dịp toàn bộ tinh thần của băng xương cự hùng đều tập trung ở trên người vương vũ hàng mạnh mẽ nhảy lên một cái hai tay nắm bạo long đột cao cao vung lên sau đó thuận thế toàn lực bổ xuống lực lượng kinh khủng trong thân thể kia cũng theo một đòn này tuôn ra liền không gian cũng giống như bị một đòn vô cùng cuồng bạo này xé ré rách phát ra âm thanh vù vù kỳ quái bành bạo long đột mang theo lửa nóng hừng hực Hùng hăng nện lên trên đầu băng xương cự hùng phát ra một tiếng tiếng sắt thép và chạm trầm muộn cứ thế đập đầu băng xương cự hùng lõm xuống một mảng lớn xích diễm thiêu đốt đám da lông màu trắng trên đỉnh đầu nó hóa thành than cốc sau khi hàn sâm đánh ra một đòn không nói hai lời triệu hồi ra cánh trực tiếp bay vút lên trời sau một đòn này thể lực của hắn đã tiêu hao nghiêm trọng nếu như con băng xương cự hùng kia không chết đến hành phản kích chỉ sợ là hắn liền khí lực né tránh phản kích cũng không còn hàn sâm bay lên trên không trung thấy con băng xương cự hùng kia ngừng lại máu tươi từ vết lõm xương cốt trái đen trên đỉnh đầu chảy ra thân hình có chút lay động giống băng xương cự hùng đột nhiên phát ra một tiếng gấu giống là bọn hàn sâm giật nảy mình thế nhưng mà tiếp đó con băng xương cự hùng kia vậy mà quay người bỏ chạy trong lòng hàn sâm mừng như điên biết lòng tượng kích đã đánh băng xương cự hùng trọng thương nếu không nó không có khả năng đào tẩu đuổi theo nó đừng để cho nó chạy hàn sâm ở trên không trung kêu lên đồng thời vỗ hai cánh ở trên không trung đuổi theo băng xương cự hùng trên người có một luồng cảm giác suy yếu chuyển đến khiến cho hàn sâm tạm thời không thể tiếp tục công kích băng xương cự hùng may là thú hồn vi hành không cần dựa vào sức mạnh của bản thân hàn sâm nếu không hiện tại hắn đã không đuổi kịp băng xương cự hùng Vương Vũ Hàng cùng Lý Luân đều xông tới, với công con băng xương cự hùng đang trốn chạy kia, nhưng nhìn vào thì hiệu quả cũng không hề tốt đẹp gì, bọn họ không có vũ khí thú hồn siêu cấp thần huyết, ngay cả da lông của con băng xương cự hùng kia đều không xé rách được, thế nhưng mà đầu của băng xương cự hùng bị trọng thương, có lẽ đại não đã xảy ra vấn đề, vậy mà không chui vào trong biển rộng, ngược lại còn chạy như điên về phía băng nguyên bên kia, mặc dù động tác vẫn rất nhanh, nhưng hiển nhiên đã có chút lùng la lung lay, đánh vào vết thương trên đỉnh đầu nó, một mũi tên của Lý Luân bắn trúng chỗ lõm do Hàn Sâm dùng long tượng kích đập ra, Nhất thời làm cho máu tươi ở trong vết thương rỉ ra thêm, băng xương cự hùng cũng phát ra một tiếng rên, Vương Vũ hào mạnh mẽ muốn xông lên, nhưng mà trong tay y cũng chỉ có một thanh kiếm cổ mà thôi, căn bản không đến gần băng xương cự hùng được, băng xương cự hùng bị đau càng chạy càng nhanh, ba người ở phía sau liều mạng truy đuổi, thậm chí còn có chút cảm giác đột không kịp, may mắn đầu óc băng xương cự hùng bị trọng thương, thoạt nhìn cũng không còn dùng tốt, cũng không phân biệt phương hướng liền hướng lấy một phương hướng chạy như điên, ba người cũng không khó truy ra, băng xương cự hùng bị thương nặng như thế, lại chạy thẳng tới bên trên băng nguyên, vẫn còn tiếp tục chạy như điên, nhưng mà tốc độ đã giảm bớt, tránh ra, tránh hết ra. Lý Luân kế tọa kỵ đi ở phía trước, kêu to với nhân loại ở trên băng nguyên, để cho bọn họ né tránh ra, không nên ngăn cản đường đi của băng xương cự hùng, miễn cho bị tai bay vạ gió. Đại đa số người cũng đã tránh ra, nhưng lại có một đội người nhìn thấy băng xương cự hùng xông lại, chẳng những không tránh ra, ngược lại còn mau chóng chạy tới đón đầu băng xương cự hùng, dựa vào cái gì mà tránh ra? Quy củ ở tí hộ sở, ai giết được thì chính là của người đó, dựa vào cái gì mà Lý Luân anh có thể giết, lại không cho chúng tôi giết?" người nọ lớn tiếng nói. Lý Luân nhìn thoáng qua người kia, lại chính là thủ hạ của Tề Tu Văn ở quân đoàn Hắc Thần mặc dù cùng thuộc nữ thần tí hộ sở của hàn sâm nhưng mà giữa bốn đại quân đoàn đều hoạt động độc lập lý luân cũng không thể ra lệnh được cho những người của quân đoàn hắc thần đó sau khi những người kia xông lên bên cạnh cũng có rất nhiều người tình ngộ lại nhao nhao xông lên muốn kiếm trác đều tưởng rằng bọn lý luân đang san giết sinh vật thần huyết hiện tại thoạt nhìn thì con sinh vật thần huyết này đã bị trọng thương bọn họ đi lên đánh hôi nói không chừng còn có thể nhặt được một cái thú hồn lúc hàn sâm bay đến đây muốn ngăn cản thì đã có chút không còn kịp nữa rồi mắt thấy một đám người xông tới sau đó con băng xương cự hùng kia điên cuồng giống lên một tiếng vòng băng xương trên người tỏa ra trực tiếp đông cứng mấy người ở phụ cận. Người lợi hại nhất trong số những người này cũng chỉ có tố chất thân thể vượt 100, liên khóa ghen đều chưa mở ra, sao có thể chống đỡ được băng xương chi khí của băng xương cự hùng. Một cái tát vỗ xuống, lập tức máu chảy thành sông, vài người trực tiếp bị trục chết, thân thể không có một cái nào hoàn chỉnh, chân cột tay đứt bán khắp nơi, đội tạng chảy ra đầy đất, có một người còn trực tiếp bị băng xương cự hùng dẫm thành thịt nát. Chương 673, sở trường vạn tuế bị băng xương cự hùng điên cuồng xung phong liều chết như vậy trong chốc lát không biết đã có bao nhiêu người chết khắp nơi trên mặt tuyết đều là máu tươi cùng thi thể những người muốn kiếm chắc cũng hối hận tới đất ruột chỉ hận cha mẹ sinh ra có hai cái đùi liều mạng chạy tứ tán đầu óc của băng xương cự hùng đã xảy ra vấn đề đã giết đỏ mắt rồi căn bản không quan tâm trông thấy người liền truy sát tới trong lúc nhất thời đã giết máu chảy thành sông khắp nơi đều là thi thể người cũng không biết đã có bao nhiêu người bị giết khắp mặt tuyết trên băng nguyên đều là vết máu cùng tử thi cho dù hàn sâm có tâm ngăn cản cũng không có khí lực khí lực của hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục không sử dụng được long tượng kích công kích thông thường đối với băng xương cự hùng căn bản đều là vô dụng hiện tại hàn sâm chỉ hy vọng khí lực của mình có thể khôi phục nhanh hơn một chút chỉ cần có thể đánh một đòn long tượng kích nữa là có thể đánh chết con băng xương cự hùng này không được băng xương cự hùng đang chạy tới tí hộ sở cấp dưới của của tôi vẻ mặt của lý luân biến đổi hét lớn với vương vũ hàng chú nhỏ mau dẫn nó rời đi gương mặt của vương vũ hàng cũng lộ ra vẻ buồn bực tôi đã thử rồi vô dụng a à, đầu óc con băng xương cự hùng kia đã bị đập bể cũng không đuổi theo tôi nữa Lý Luân gấp tới nỗi mắt đều đã đỏ lên, xông lên phía trước muốn sơ tán người ở trong tí hộ sở, nhưng mà Băng Sương Cự Hùng nhìn thấy tí hộ sở cấp kỵ sĩ này, liền trực tiếp vọt tới, người ở bên trong căn bản không kịp đào tàu. Đây chính là một tí hộ sở lấy buôn bán làm chủ, bên trong có rất nhiều người không phải nhân viên chiến đấu, hơn nữa nhân số rất nhiều, nếu như bị Băng Sương Cự Hùng xông vào, chỉ sợ là ngay lập tức sẽ máu chảy thành sông, căn bản không ai có thể ngăn cản Băng Sương Cự Hùng giết chóc, mà người ở bên trong tí hộ sở đã nhìn thấy Băng Sương Cự Hùng giết chóc ở bên ngoài, trong thành đã nổi lên hoảng sợ cùng rối loạn, mọi người đều tranh nhau muốn xông ra khỏi tí hộ sở thế nhưng mà có quá nhiều người càng tranh nhau chạy ra ngoài thì càng chậm chạp rất nhiều người đều bị chắn ở bên trong ra không được lý luân liều mạng bắn tên vào vết thương của băng xương cự hùng nhưng cũng càng làm cho con băng xương cự hùng kia cuồng bạo hơn giống như là trước khi chết hồi quang phản chiếu băng xương cự hùng trở nên càng thô bạo hơn hàn sâm nhìn thoáng qua không nhịn được nhíu mày, mặc dù tí hộ sở này là một phần của Lý Luân, nhưng mà tất cả các tí hộ sở ở bên trên băng nguyên đều đóng thuế cho Hàn Sâm, tiền thuế thu được từ tí hộ sở này cũng nằm ở nhóm đầu. Hàn Sâm không muốn nguồn thuế của mình giảm bớt, cũng không muốn nhìn thấy sinh linh đồ thán, nhưng mà khí lực của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hiện tại không thể tiếp tục dùng long tưởng kích. Mắt thấy băng xương cự hùng đã vào tới phía trước tí hộ sở, thân thể khổng lồ đã leo lên trên tường thành tí hộ sở, móng vuốt đều đã vỗ ra hai lỗ thủng lớn, mang theo khí tức băng xương muốn từ trên cửa thành bỏ qua, người ở bên trong tí hộ sở đã sống thét lên chói tai liên tục. Băng xương cự hùng nằm sấp ở bên ngoài cửa thành, biểu lộ giữ tợn hung ác tới cực điểm, đầu còn đang chảy máu tươi vô cùng ghê tởm, quả thực giống như là một người khổng lồ vô cùng khủng bố, sau một giây là có thể nhảy vào bên trong tí hộ sở triển khai tàn sát, nhìn băng xương cự hùng đang nằm sấp ở bên trên cửa thành, Hàn Sâm cắn răng một cái, hai cánh chấn động bay thẳng tới chỗ con băng xương cự hùng kia, mọi người chỉ thấy Hàn Sâm từ trên trời giáng xuống, trong tay nắm lấy một thanh hung khí cực lớn bốc lửa, giống như là một mũi khoan cực lớn cao tốc vai tròn, thần võ bá khí không nói ra được, đi chết đi, ăn xích diễm bạo cúc sát của tao, Hàn Sâm lơ lửng bay tới, trong lòng thầm giống lên một tiếng, xích diễm bạo long đột nhằm vào hoa cúc của băng xương cự hùng đang nằm sấp ở bên trên cửa thành hung hăng đâm vào xích diễm xoay tròn máu tươi bắn ra như bão táp xích diễm bạo long đột dài hơn 2 mét dưới lực lượng đinh ốc mãnh liệt ra trì hung hăng chui vào tim đập loạn toàn thân cốt cách đều bộc phát ra âm thanh rên rỉ hàn sâm đã tăng lực lượng lên tới cực hạn hai tay nắm lấy xích diễm bạo long đột cắn răng liều mạng sông về phía trước xích diễm bạo long đột xoay tròn lấy có một nửa đã được hàn sâm đâm sâu vào máu tươi trong gió bắn ra giống như từng đóa hoa nở rộ tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn một màn này một đòn cuồng bạo kia làm cho mọi người vừa kinh hãi lại vừa mừng như điên đồng thời lại nhịn không được cảm thấy hoa cúc xích chặt giống băng xương cự hùng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rú thảm muốn xoay người lại vồ lấy hàn sâm thế nhưng mà hàn sâm lại thả xích diễm bạo long đột ra tránh né móng vuốt của băng xương cự hùng đồng thời hung hăng liên tục bổ ra bảy cước lên chuôi xích diễm bạo long đột mỗi một cước đều giống như búa tạ đánh lên trên chuôi mỗi một đòn đều làm cho xích diễm bạo long đột tiến sâu thêm một đoạn sau bảy cước liên tục hàn sâm phát ra một tiếng thét dài kinh thiên khí huyết trong lồng ngực tuôn ra tất cả lực lượng đều tuôn về nắm đấm một quyền hung hăng đánh lên trên chuôi vũ khí lộ ra ở bên ngoài kia lập tức đập cả thanh xích diễm bạo động độc vào máu tươi bắn vọt ra còn băng xương cự hùng kia ngửa mặt lên trời gào thét nhưng mà tiếng gầm lại chỉ phát ra được một nửa đã yếu xuống thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất khiến cho toàn bộ tí hộ sở đều rung lên săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết băng xương cự hùng không đạt được thú hồn thì không thể ăn thu được gen sinh mệnh tinh hoa có thể ngẫu nhiên gia tăng không đến 10 điểm siêu cấp thần gen hàn sâm nghe được âm thanh thông báo tránh không khỏi có chút thất vọng vất vả lắm mới giết được một con sinh vật siêu cấp thần huyết, nhưng lại không đạt được thú hồn. Nhưng mà chuyện như vậy cũng là ở trong dự liệu, tỷ lệ hắn đạt được thú hồn siêu cấp thần huyết đã cao tới mức vô cùng biến thái, thế nhưng không có ai chơi tiền nhiều, đương nhiên Hàn Sâm cũng không ngoại lệ, cho nên vẫn vô cùng mong đợi Băng xương Cự Hùng có thể cho hắn một cái thú hồn. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, nhìn Hàn Sâm đang bay trên không trung giống như là thần minh, vậy mà trong lúc nhất thời ai cũng nói không ra lời, bốn phía đều vô cùng yên tĩnh. Hồi lâu sau, đám tiến hóa giả ở trong tí hộ sở mới phát ra tiếng hoan hô, đồng thời không biết người nào hô một câu, Sở trường đại nhân vạn tuế, mọi người mới sống lại từ trong chỗ chết đều hô lên theo sở trường đại nhân vạn tuế bạo cúc thiên thần vạn tuế người cầm đầu kia tiếp đó lại hô một câu sau đó chợt nghe thấy không biết bao nhiêu người cùng một chỗ hô theo bạo cúc thiên thần vạn tuế âm thanh rung trời hàn sâm nghe thấy thế thiếu chút nữa từ không trung cắm đầu xuống mặt mũi đã đen sì nếu không phải trên người hắn hiện tại không còn chút khí lực nào thì đã lấy khổng tức lên nổ bắn tên vừa hô cái thành cái sàn rồi băng xương cự hùng rất nhanh đã tiêu tán hàn sâm trực tiếp bắt lấy một viên băng tinh to cỡ nắm tay từ trong thân thể băng xương cự hùng rơi ra ngoài sau đó hai cánh chấn động bay vút lên trời chuyện hàn sâm giết chết băng dương cự hùng rất nhanh đã được truyền ra khắp băng nguyên bị rất nhiều người truyền ra vô cùng kỳ diệu chỉ là chuyện kỳ tình săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết vẫn còn chưa được công bố chính thức ở trong liên minh người bình thường cũng không biết chuyện về sinh vật siêu cấp thần huyết cho nên chỉ cho rằng hàn sâm giết là một con sinh vật thần huyết đặc biệt mạnh mẽ cũng không biết rằng bị hắn giết chính là một con sinh vật siêu cấp thần huyết nhưng mà mặc dù là như thế những người ngày đó tận mắt nhìn thấy trận chiến kia đều đem một màn lúc ấy hàn sâm bạo cúc băng cự hùng nói lại rất sống động cái danh hiệu bạo thiên thần này lặng yên truyền ra khắp toàn bộ băng nguyên mà một ít người hiểu biết thấy được tình cảnh hàn sâm chém giết băng xương cự hùng hoặc là sau khi nghe nói, sắc mặt liền thay đổi, lập tức càng thêm dụng tâm nghe ngóng tình huống lúc đó. Chương 674, bí mật ghen sinh mệnh tinh hoa ba người bọn Hàn Sâm, Vương Vũ Hàng cùng Lý Luân đang ở trong một băng động ngồi vây quanh thành hình tam giác, chính giữa để viên ghen sinh mệnh tinh hoa to cỡ nắm tay, giống như là băng tinh kia, Vương Vũ Hàng nuốt nước mới một cái, đây thật sự là ghen sinh mệnh tinh hoa, gương mặt Lý Luân cũng lộ ra vẻ không thể tin được, chúng ta thật sự giết chết sinh vật siêu cấp thần huyết, chúng ta là những người đầu tiên ở trong không gian thứ hai tí hộ sở giết sinh vật siêu cấp thần huyết toàn trường viên siêu cấp thần ghen này cậu bán không dựa theo ước định thì ngoại trừ phần tôi được phân ba thành kia tôi có thể trả tiền cho bảy thành còn lại cho hai người vương vũ hằng nói với hàn sâm dựa theo ước định lợi ích sau khi chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết mình hàn sâm chiếm năm phần mười vương vũ hằng là ba phần lý Lân là hai phần nếu như người được quyền ưu tiên là hàn sâm không muốn vương vũ hằng là người có quyền được ưu tiên lựa chọn kế tiếp đương nhiên là muốn tôi cũng cần siêu cấp thần ghen hàn sâm lập tức nói ra hắn làm sao có thể bỏ được Phương Vũ Hàng ho nhẹ một cái rồi nói ra, "Đoàn trưởng, theo tôi được biết, sau khi kỳ gia lấy được gen sinh mệnh tinh hoa, vẫn chưa có tiến triển chút nào, nghiên cứu các loại phương pháp sử dụng đều không thể đạt được siêu cấp thần gen, viên này cậu lấy về chỉ sợ cũng có kết quả giống vậy, không bằng bán hoặc là cho vương gia chúng tôi mượn nghiên cứu một chút, nhìn xem làm sao mới có thể từ trong gen sinh mệnh tinh hoa thu hoạch được siêu cấp thần gen, viên gen sinh mệnh tinh hoa kia của kỳ gia vẫn còn chứ?" Hàn Sâm nghe thấy thế rất ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng kỳ tình đã sớm ăn viên gen sinh mệnh tinh hoa kia rồi, không nghĩ tới kỳ gia vẫn còn đang nghiên cứu là như thế nào mới thu hoạch được siêu cấp thần gen. Chẳng lẽ bọn họ chưa từng nghĩ tới việc trực tiếp ăn hay sao? Đúng vậy, đã nghĩ rất nhiều biện pháp, đều không có tác dụng, viên gen sinh bệnh tinh hoa kia giống như là một khối đá cứng vậy, đao chém không vỡ, kiếm chém bất động, lửa thiêu dìm nước như thế nào đều vô dụng. Vương Vũ Hàng nói, Lý Luân cũng nói, đúng là như vậy, tôi đã xâm nhập qua một cái trí não cao tầng của kỳ gia, thấy được một ít ghi chép của người kỳ gia, bọn họ dùng rất nhiều phương pháp, nhưng vẫn không thu được phương pháp phá giải siêu cấp thần gen, mặc dù đã được một vài chuyên gia trong liên minh trợ giúp, nhưng đến hiện tại vẫn còn không có tiến triển gì cho nên đến hiện tại liên minh vẫn chưa công bố chuyện phát hiện ra siêu cấp thần ghen. bọn họ đã thử trực tiếp ăn hay chưa? Hàn Sâm hỏi. đã thử qua, trực tiếp nuốt vào trong bụng cũng vô dụng, lấy ra vẫn là một khối hoàn chỉnh, căn bản không có biện pháp tiêu hóa. Lý Luân nói. Hàn Sâm nghe thấy lập tức nhíu mày. thứ đó và siêu cấp thần ghen mà hắn biết đến tựa hồ không phải là cùng một loại, rõ ràng là hắn chỉ liếm liếm đã có thể ăn hết gen sinh mệnh tinh hoa, vì sao kỳ tình lấy được khối kia lại không thể ăn được? Nhưng mà đây cũng không phải là không có khả năng, dù sao hắn ở trong không gian thứ hai tí hộ sở lấy được hai khối cũng không thể ăn, chuyện này hoàn toàn khác với thời điểm hắn ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở. Nếu như viên gen sinh mệnh tinh hoa kia của kỳ gia thật sự là ăn không trôi, vậy thì có chút thú vị rồi. Hàn Sâm âm thầm suy tư, cảm thấy ở trong này có vấn đề gì đó. Thế nào đây đoàn trưởng, viên gen sinh mệnh tinh hoa này cho vương gia chúng tôi mượn nghiên cứu một chút chứ? Tôi có thể cam đoan, nếu như nghiên cứu ra kết quả, nhất định sẽ báo cho cậu đầu tiên, Vương Vũ Hằng nói tôi cũng là lần đầu tiên lấy được gen sinh mệnh tinh hoa, để cho tôi nghiên cứu một chút trước đi, phần hai người nên được chia là chuẩn bị lấy tiền hay là tích lũy đến lần tiếp theo. Hiện tại tự nhiên là Hàn Sâm không chịu đưa cho Vương gia nghiên cứu, nếu chính bản thân hắn thật sự ăn không nổi, lúc đó cũng có thể suy nghĩ một chút, tích lũy đến lần tiếp theo. Vương Vũ Hàng cùng Lý Luân chăm miệng một lời nói ra, bọn họ đều là người không thiếu tiền, tự nhiên không thể vì tiền mà buông tha cho phần mình được chia, chỉ có thể chờ tích lũy ở lần hợp tác sau. Hàn Sâm cầm gen sinh mệnh tinh hoa của băng xương cự hùng trở về nghiên cứu, bên trên khối gen sinh mệnh tinh hoa này có hàn khí rất nặng, hoàn toàn trái ngược với gen sinh mệnh tinh hoa của hòa lân bạo long thú nhưng mà hàn sâm tu luyện bằng cơ ngọc cốt thuật cũng không cần để ý một tới những hàm thí này chỉ là hàn sâm ở trong phòng mình ôm khối gen sinh mệnh tinh hoa này thẻ lưỡi ra liếm lại hoàn toàn không có tác dụng gì hoàn toàn không có dấu hiệu bị liếm tan ra quả nhiên là vẫn không thể ăn đến cùng phải làm thế nào mới có thể chuyển hóa những viên gen sinh mệnh tinh hoa thành siêu cấp thần gen hàn sâm cầm khối gen sinh mệnh tinh hoa này xem phải xem trái chẳng lẽ phải làm giống như những tác phẩm kỳ huyễn phương tây kia thứ này giống như là tinh hạch của ma thú cần phải tu luyện công pháp có cùng thuộc tính mới có thể luyện hóa hấp thu được hàn sâm nắm lấy băng tinh âm thầm vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật trước kia hắn có thể hấp thu hàn khí của tuyết diệt cuồng dựa theo đạo lý đó mà nói nếu thật sự là cần thuộc tính giống nhau mới có thể luyện hóa hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa khối gen sinh mệnh tinh hoa hàn hệ này sẽ bị băng cơ ngọc cốt thuật của hắn hấp thu mới đúng thế nhưng mà mà kệ hàn sâm vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật như thế nào đi nữa viên gen sinh mệnh tinh hoa kia đều không có phản ứng căn bản không bị hắn hấp thu luyện hóa hoàn toàn không có tác dụng gì thật sự là kỳ quái đến cùng là vì nguyên nhân gì nếu như kỳ gia thật sự không làm gì được khối gen sinh mệnh tinh hoa kia có phải là nói kỳ thật quy tắc của không gian thứ hai tí hộ sở giống với không gian thứ nhất tí hộ sở hay không như vậy tại sao lúc mình ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở lại có thể ăn được những viên gen sinh mệnh tinh hoa kia nếu như nói quy tắc không giống nhau tại sao bọn kỳ tình lại không ăn được trong lúc nhất thời hàn sâm cũng có chút suy nghĩ không thông hiện tại hắn hận không thể có nhiều người ở không gian thứ nhất tí hộ sở có thể giết thêm một ít sinh vật siêu cấp thần huyết như vậy hắn có thể biết rõ có phải là tất cả mọi người đều không ăn được gen sinh mệnh tinh hoa hay không hàn sâm bên này đang nghiên cứu gen sinh mệnh tinh hoa mà chuyện hắn chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết cũng đã chuyển vào trong tay tất cả các thế lực lớn dù sao cảnh tượng lúc đó có quá nhiều người nhìn thấy tất cả các thế lực lớn đều đã có nhận thức đối với sinh vật siêu cấp thần huyết đều vô cùng hoài nghi sinh vật hàn sâm chém giết được chính là sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ hai tí hộ sở hàn sâm không đơn giản người của vương gia từ chỗ vương vũ hằng đã đạt được tin tức xác thực đều hết sức khiếp sợ hậu nhân của hàn giáo quan quả nhiên không phải là người thường lúc này mới hơn một năm đã có thể ở trong không gian thứ hai tí hộ sở chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết rồi ninh gia nghe được tin tức này càng thêm vững tin hàn Sâm chính là hậu nhân của hàn kính chi lại để cho kỳ gia vượt lên trước một bước thật là đáng chết người cạnh tranh với kỳ gia nghe được tin tức này trực tiếp xem hàn Sâm thành người kỳ gia mà chính kỳ gia lại có chút choáng váng không biết rốt cuộc đây là tình huống như thế nào kỳ yên nhiên tìm một người bạn trai không có bối cảnh cùng quan hệ gì nguyên bản kỳ gia còn có vài người không hài lòng cho lắm hiện tại lại nghe nói hàn sâm kia đã chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ hai tí hộ sở ban đầu người kỳ gia còn không tin dù sao kỳ gia bọn họ vì trợ giúp kỳ tình chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết đã bỏ ra hết cả tiền vốn mời hai trăm ba trăm cường giả đồng thời tấn chức tiến hóa giả trợ giúp kỳ tình đi giết sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở bỏ ra một cái giá lớn đau đớn thê thảm mới thành công san giết mà theo như đồn đãi thì hàn sâm vậy mà một mình giết chết con sinh vật siêu cấp thần huyết kia hơn nữa còn là sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ hai tí hộ sở chuyện này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi Trước 675, chấn động liên minh chưa dù người kỳ Gia có chút không quá tin tưởng, nhưng mà càng ngày càng có nhiều người hướng bọn họ nghe ngóng chuyện Hàn Sâm đạt được gen sinh mệnh tinh hoa, liền rất nhiều quan lớn cùng cơ cấu chính thức của liên minh đều đang hỏi thăm bọn họ kết quả, bởi vì tất cả mọi người đều xem Hàn Sâm là người của kỳ Gia, chuyện này khiến cho người kỳ Gia không thể không nghiêm túc đối đãi rồi, cuối cùng sự tình đều bày ở trước mặt kỳ nhược chân, đứa con gái bảo bối này của mình xem ra đã tìm được một người trẻ tuổi ghê gớm a sau khi kỳ nhược chân xem qua tất cả các tư liệu khẽ cười khổ sau đó cầm lấy máy truyền tin bấm dãy số của kỳ yên nhiên Cha, vị nguyên thủ tương lai của liên minh ngài tại sao gần đây không tìm đứa con gái vừa đáng yêu vừa đáng thương của ngài vậy? Kỳ Yên Nhiên chu cái miệng nhỏ nhắn nói, hai năm gần đây Kỳ Nhược Chân vì chuyện tham tuyển, thực sự không có quá nhiều thời gian chú ý tới những chuyện khác, thời gian quan tâm tới Kỳ Yên Nhiên không nhiều như trước đây, mặc dù Kỳ Yên Nhiên hiểu Kỳ Nhược Chân thật sự rất bận, nhưng vẫn có chút chua sót làm nũng, đừng nói lung tung, cha chỉ là một thành viên tham tuyển mà thôi, Kỳ Nhược Chân nói xong lại cười nói tiếp, cha của con gần đây thật sự bận rất nhiều việc, sở dĩ có thời gian dành đi tìm đứa con gái bảo bối con, là bởi vì vị con rể tốt tương lai kia của ta, Hàn Sâm làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Kỳ Yên Nhiên biến sắc, xác thực là đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là đại sự, Kỳ Nhược Chân thu hồi dáng tươi cười, rất chân thành nói, hắn đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Yên Nhiên lập tức mau chóng truy vấn, có khả năng hắn ở trong không gian thứ hai tí hộ sở chém giết một con sinh vật siêu cấp thần huyết, còn giúp cha hỏi một chút xem là tình huống như thế nào, còn nữa, Kỳ Nhược Chân đối với con gái mình cũng không quá quanh co lòng vòng, ông ta hiểu rất rõ đứa con gái bảo bối của mình, nói trắng ra như vậy mới là lựa chọn tốt nhất. Kỳ Yên Nhiên nghe xong vừa mừng vừa sợ, cô đã sớm biết Hàn Sâm rất ưu tú, nhưng mà hiện tại lại phát hiện ra Hàn Sâm còn ưu tú hơn cô tưởng tượng rất nhiều, mặc dù thiên phú của Kỳ Yên Nhiên ở phương diện này cũng chỉ là bình thường, cũng không đem quá nhiều tâm tư đặt ở phía trên, nhưng mà Kỳ gia làm thế nào để trợ giúp Kỳ Tình chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết, cô vẫn biết đôi chút, Kỳ gia vì thế mà bỏ ra cái giá to lớn, Mới đổi lấy việc thành công chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở, thế nhưng mà Hàn Sâm tự mình một người âm thầm đã chém giết được một con sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, thực sự làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Phải biết là sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ hai tí hộ sở khó giết hơn sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở nhiều, thật sự khó có thể đoán ra được, rốt cuộc Hàn Sâm làm như thế nào được? Kỳ Yên Nhiên bấm máy truyền tin của Hàn Sâm, lại biểu hiện là máy truyền tin của đối phương đang bận, để cho cô bảo trì kết nối chờ đợi đối phương lựa chọn, Kỳ Yên Nhiên ngắt kết nối trước cô biết Hàn Sâm nhất định sẽ liên hệ lại với cô, điều này Kỳ Yên Nhiên rất có tự tin. Sau khi Hàn Sâm trở lại liên minh, máy truyền tin của hắn vẫn vang lên không ngừng, Hàn Sâm nhìn thoáng qua, có rất nhiều tin tức chưa đọc, hiện tại đang gọi cho hắn là Tần Huyên, Hàn Sâm tiếp nhận cuộc gọi, hình ảnh của Tần Huyên lập tức nhảy ra ngoài, sau đó liền nói với Hàn Sâm, tôi biết hiện tại cậu bận rất nhiều việc, nhưng mà tôi cũng không có cách nào, từ bên trên nhờ vả, đành phải hỏi một chút, có phải là cậu thật sự săn giết được một con sinh vật siêu cấp thần huyết hay không, nếu như đúng, có ý định bán ra gen sinh mệnh tinh hoa hay không? là săn giết được một con sinh vật siêu cấp thần huyết tên là băng xương cự hùng tạm thời còn chưa quyết định bán hay không nếu như muốn bán ra nhất định sẽ thông báo cho đội trưởng đầu tiên hàn sâm vừa cười vừa nói ánh mắt của tần huyên phức tạp nhìn hàn sâm cô là người sớm nhất từ lúc bắt đầu nhìn hàn sâm từng bước một phát triển lên nguyên bản cô đã rất coi trọng hàn sâm nhưng mà dù như thế nào cũng không nghĩ ra hàn sâm vậy mà sẽ trở thành người đầu tiên ở trong không gian thứ hai tí hộ sở săn giết được sinh vật siêu cấp thần huyết không biết có bao nhiêu thế lực lớn muốn săn giết một con sinh vật siêu cấp thần huyết mà không thể được dù là kỳ gia hôm nay đang ở thời kỳ cường thịnh cũng phải bỏ ra cái giá to lớn mới ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở thành công giết chết một con sinh vật siêu cấp thần huyết chuyện này đã khiến cho tất cả các thế lực lớn ở trong liên minh vô cùng hâm mộ thế nhưng mà một mình hàn sâm vậy mà lại âm thầm ở trong không gian thứ hai tí hộ sở chém giết một con sinh vật siêu cấp thần huyết chuyện này còn còn khó khăn hơn việc chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở người bên ngoài đều cho rằng hàn sâm là người của kỳ gia nhưng mà tần huyên lại rất rõ ràng dùng tính tình của hàn sâm rất không có khả năng là người của kỳ gia chỉ sợ là kỳ gia cũng không có khả năng cho hắn trợ giúp quá lớn có thể chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết hơn phần nửa đều là năng lực của chính hắn nhớ lại tên mau đầu tiểu tử ngày đó mới vào tí hộ sở kia hôm nay cứ thế đã dẫn đầu thời đại làm được chuyện mà rất nhiều con em đại gia tộc đều khó mà làm được làm tần huyên cảm thấy có chút khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía hàn sâm cũng trở nên rất phức tạp được có tin tức gì thì cho tôi biết hiện tại nhất định là cậu đang bận nhiều việc tôi không chậm trễ thời gian của cậu nữa tần huyên vừa cười vừa nói tạm biệt đội trưởng sau này tôi sẽ gọi lại cho cô hàn sâm nói sau khi cúp máy hàn sâm trực tiếp tắt máy truyền tin của mình đi hiện tại người gọi cho hắn thật sự nhiều lắm hơn nữa phần lớn đều là người mà hắn không quen biết hắn cũng không có ý định nói chuyện cùng đối phương hàn sâm quay người rời khỏi gian phòng của mình đi tới phòng làm việc của kỳ yên nhiên hiện tại chuyện này toàn thế giới đều đã biết hắn cần phải bàn sao với kỳ yên nhiên ở cửa phòng làm việc của kỳ yên nhiên hàn sâm thấy được an chỉ là hôm nay ánh mắt của an nhìn về phía hàn sâm không lạnh lùng giống như bình thường nhiều hơn mấy phần phức tạp khó tả mặc dù thực lực của an mạnh hơn hàn sâm rất nhiều không phải là tồn tại cùng một đẳng cấp nhưng mà hiện tại an đối với hàn sâm cũng không dám có một tia khinh thường nào cô đã biết được tin tức hàn sâm chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết bất kỳ một người nào có thể chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết đều đáng giá được người khác tôn trọng Hồn chi người không có thế lực bối cảnh gì như hàn sâm người khác đều cho rằng hàn sâm đã nhận được sự trợ giúp từ kỳ gia nhưng mà ni rất rõ ràng hàn sâm ở bên trong tí hộ sở chưa từng được kỳ gia trợ giúp hơn nữa cũng chưa từng hướng kỳ gia yêu cầu qua cái gì trợ giúp duy nhất mà hàn sâm lấy được từ kỳ gia có lẽ chính là kỳ yên nhiên lợi dụng quan hệ phân phối hàn sâm lên trên vĩnh thán nữ thần nguyên bản an còn bởi vậy mà cho rằng hàn sâm là một người ăn bám muốn bám lấy cái đùi của kỳ gia thế nhưng mà thời gian dài như vậy đến nay hàn sâm chưa từng lợi dụng kỳ yên nhiên lấy được vật gì từ kỳ ra thậm chí lúc này đây còn tự mình săn giết một con sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ hai tí hộ sở điều này khiến cho Annie cảm thấy vô cùng khiếp sợ Annie cũng là người một đường đi tới như vậy tự nhiên hiểu rõ chuyện đó khó tới cỡ nào đặc biệt là đối với một người không có thế lực lớn ủng hộ theo Annie, cơ hồ là chuyện không thể nào nhưng mà hàn sâm lại cứ như vậy làm được khiến cho toàn bộ liên minh phải chấn động hiện tại Annie đã không có biện pháp nào liên hệ hàn sâm với mấy từ như chai bao kia lúc hàn sâm ở cùng với kỳ yên nhiên lại thong giao như vậy điềm tĩnh như vậy ôn hòa như vậy, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trước kia theo Annie thấy, đây chỉ là một loại thủ đoạn để hấp dẫn kỳ yên nhiên, nhưng mà hôm nay nghĩ lại, lại khiến cho Annie cảm thấy người thanh niên cô nhìn không thấu.